Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Việt TV1. Thì hôm nay tôi quay cái chỗ gọi là khách sạn ngàn sao đi. Về làm ở ngay bụi đá trong rừng. Đấy, rừng người ta làm, người ta nên phát cây trên đây. Đấy, chung cây na nhiều. Do rậm quá tôi cũng chưa vào đây. Đấy, mời các bạn vào thăm. Xe của khách rất là nhiều. 1, 2, 3, cái số bụi đá áo hơi hơi rải rác đấy, ngàn sao. Khách kia có xe máy cày đang bốc cái gỗ của nhà. À, cái na nó vẫn đang sống này. Thân mến, đây là khách sạn ngàn sao có 3 căn. Thì đây có một số người ta nên chặt để phát dãy trên này. Các bạn thấy không? Đây một căn cao 3 gang, lúc này cũng ý tưởng. Đây là một căn. Đây là căn thứ hai, kia là nước, nguồn nước. Đây là căn thứ hai thì có mùng, có mạng. Đồ đĩa này bằng treo lên đây. Đây căn thứ ba, căn này có vẻ làm cao hơn. Căn này cao hơn. Thì cao tầm 1,5 m. Căn này chắc căn sang trọng nhất. Thì thực tế người ta đi làm dãy người ta ấy mà. Thì đi phát dãy. Nếu nguồn nước đây mà chảy răng rồi. Khách sạn ngàn sao đây thì nên phát trên rừng trên đây. Thì do rậm quá tôi cũng không chui đây, phải chui mình đi rừng không quen là chui chỗ đây cũng rất là ấy. Trong này trên này thì rất rậm đấy, rừng núi. Đấy, 1 căn, 2 căn sau bụi na, 3 căn. Căn này là làm cao ráo nhất này. Có mỗi căn này có màn thôi, phần những cái này không biết là tối người ta thế nào, chắc người ta trùm kín chăn. Thì bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Đây là khách sạn ngàn sao. Thì những cái nán của người đồng bào người ta đi phát dãy trên đây. Đấy các bạn, hệ thống nước nán. Gọi là căn hộ khách sạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.